Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Sài Thành. Hôm nay Nhân sẽ giới thiệu cho anh chị một căn nhà ở địa chỉ là 260/16 đường Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm trước nhà của mình đó là hẻm 3m ha anh chị. Ở hướng này là mình ra ngay chỗ mà Viettel Post. Căn nhà mình nằm sau lưng chi cục thuế, ủy ban và văn phòng đăng ký đất đai của quận mình 11 mình ha anh chị. Ở đây anh chị mình sẽ thấy đây là Viettel Post nè. Đó, đây là sau lưng của Viettel Post ha. Căn nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha anh chị. Đó, hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, pháp lý là sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Hẻm trước nhà mình là hẻm 3m. Cuối video Nhân sẽ đi từ vị trí căn nhà này ra tới ngoài Viettel Post, ngay chỗ Đốc Ngã Ba giữa đường Minh Phụng và đường Bình Thới cho anh chị mình xem ha. Nếu anh chị tới ngay chỗ góc ngã ba với đường Minh Phụng và đường Bình Thới là tới ngay anh chị sẽ thấy Viettel Post có con hẻm, mình sẽ chạy vào đây ha. Địa chỉ của căn nhà mình là 260/16 đường Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Kết cấu của căn nhà mình là một trệt và một lầu ha anh chị. Pháp lý là sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên. Và đây Nhân cũng sẽ mở cái sổ cho anh chị mình xem luôn nha. Nhà mình có hướng chính là hướng nam ha, và giá hiện tại chủ đang kêu căn này có giá là 2 tỷ 390 triệu nha anh chị, còn thương lượng với chủ ha. Anh chị đến xem nhà, nếu thấy căn nhà này ưng ý thì Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị gặp chính chủ đi làm việc về giá ha anh chị. Đây diện tích của căn nhà mình ha, địa chỉ là 260/16 ha anh chị. Đó, đường mình tới, diện tích sổ hồng hoàn công ha anh chị, sổ hồng hoàn công nha. Đó, anh chị mình cần thông tin thêm thì hãy kết bạn Zalo qua số điện thoại của Nhân 0922 393939. Nhưng sẽ mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ gửi thông tin thêm cho anh chị mình ha. Căn nhà mình á, thì có kích thước là ngang á, là 2m3 và chiều sâu vào là 8m rưỡi ha anh chị. Nhà có hướng chính là hướng nam, kết cấu được xây dựng là một trệt nha anh chị, một trệt một lửng ha anh chị, và một lầu ha, một trệt một lửng một lầu ha anh chị. Đây chiều ngang đây, đây là cái hẻm trước nhà ha, ra liên Viettel Post ha. Đây là văn phòng đăng ký đất đai nè anh chị, quay đây là ủy ban nè, ở đây là cái ủy ban nè, sau lưng cái ủy ban nè anh chị nè, sau lưng cái ủy ban luôn nha. Đó, đây là sau lưng ủy ban nè. Địa chỉ căn nhà, ban công ở trên mình lấn ra được khoảng 6 tấc tới 8 tấc ha anh chị, cái mái che ở trên luôn nè. Nhà sổ hồng hoàn công, cửa thì sử dụng với 2 lớp cửa nè. Ê, cửa 4 cánh chứ, sử dụng cửa 4 cánh ha. Nhà mình còn cao nha, còn cao ráo nha, gạch bên trong. Đó, đèn thì đóng đèn led, đóng la phong, có cái quạt ha. Nhà mình điện chính nước chính ha anh chị, trần nhà cao ráo. Giá hiện tại chủ đang kêu là 2 tỷ 390 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chủ, có lắp rèm cho mình luôn rồi nha. Đó, thì đây là không gian phía sau của căn nhà mình, và cầu thang là thang gỗ mình đi lên ha. Đó, ở đây là vị trí giữa của căn nhà, Nhân sẽ quay ngoài trước nè, đây là ngoài trước ha. Đó, không gian phòng khách 2 tỷ 390 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chủ ha. Đây là không gian bếp, bếp có các cái hộc rất là nhiều ha, tủ bếp trên, tủ bếp dưới ha anh chị. Đó, bồn rửa ha. Bên đây còn một cái hộc tủ bên này nữa nè, cái tủ bên này nữa ha. Đó, bức tranh, đèn thì đèn led. Ở trên nhà vệ sinh thì có làm một cái cửa gỗ để anh chị để những vật dụng cần thiết lên đó ha. Pháp lý của căn nhà mình là sổ hồng ha anh chị, mua bán ký công chứng sang tên. Đây là nhà vệ sinh. Đó, có để lại cái máy nóng lạnh cho mình luôn nha. Ở bên đây thì chủ cũng lắp các thiết bị nhà vệ sinh bằng inox ha, các cái đồ treo móc đồ nè bằng inox nha. Bồn rửa tay, kính cũng đã lắp rồi ha anh chị. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại 0922 393939 ha. Đó, ở ngay chỗ này thì chủ có làm một cái khách để mình chia phòng khách và bếp ra ngoài. Đó, không gian của mình ở ngoài trước, nhà trần nhà rất là cao ha. Đây là không gian của bếp. Ở đây thì có làm cái đường nước để mình đi để máy giặt ở đây ha, mình hãy để máy giặt chỗ này. Ở trên có hộc tủ, đèn đèn led nha, trần nhà cao ráo nha anh chị. Rồi bây giờ lên trên cho anh chị mình xem ở trên ha. Anh chị mình quan tâm đến bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại 0922 393939 ha. Hiền sẽ mở cửa cho anh chị mình xem ha, và hỗ trợ cho anh chị gặp chính chủ, làm việc về giá nha. Pháp lý của căn nhà mình sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên ha. Ở đây thì có một trệt, cái lửng của mình đây anh chị, đây cái lửng của mình nha. Đó, cái này cái lửng của mình ha. Đó, cái một lầu của mình đây nè, đây là cái phòng ngủ suốt ha, một tầng suốt trên này. Cửa ra ngoài này anh chị, cửa ra ngoài ha. Để mở cửa ra ngoài cho anh chị có thêm cái ban công bên ngoài luôn. Một trệt và một lầu nha anh chị. Đó, cái Liên Việt Post nó nằm ở bên đường Bình Thới ha, góc ngã ba giữa đường Bình Thới và đường Minh Phụng ha. Còn đây là văn phòng đăng ký đất đai của quận 11 mình ha. Đó, sau lưng đây ha, sau lưng Bình Thới là tới rồi ha anh chị. Đó, đây là ủy ban của quận 11 mình luôn. Một trệt, một lầu và một lửng ha anh chị. Một trệt, một lầu và một lửng. Pháp lý là sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên ha anh chị. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân, Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị gặp chính chủ, làm việc về giá ha. Giá hiện tại chủ đang kêu là 2 tỷ 390 triệu nha anh chị, 2 tỷ 390 triệu. Còn thương lượng trực tiếp với chủ. Ở trên đây là cái lửng của mình ha, cái lửng của mình ha. Ở trên đó cũng lắp đèn sẵn hết trơn rồi nha anh chị. Chiều ngang của căn nhà mình là 2,3 m và chiều sâu vào á là 8,5 m. Nhà được xây dựng với kết cấu một trệt, một lầu và một lửng nha anh chị. Pháp lý là sổ hồng, mua bán ký công chứng sang tên. Giá hiện tại chủ đang kêu là 2 tỷ 390 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chủ. Và nhà mình có hướng chính là hướng Nam anh chị. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại của Nhân là 0922 39 39 39 ha. Nhân sẽ mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị gặp chính chủ, làm việc về giá ha. Một căn nhà ở phường 10 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh ha anh chị. Nhà có pháp lý là sổ hồng riêng, mua bán ký công chứng sang tên. Và Nhân sẽ đi ra tới ngay chỗ đường Minh Phụng, góc ngã ba đường Minh Phụng và Viettel Post cho anh chị mình thấy cái đường vào nhà của mình luôn ha. Và kết thúc video ở đây luôn nha anh chị. Hãy liên lạc với Nhân nếu anh chị thấy căn nhà này ưng ý với mình. Nhân sẽ hỗ trợ cho anh chị gặp chính chủ, làm việc về giá ha. Bây giờ đi ra tới ngoài đó luôn nha. Đi ra tới ngoài đó luôn nha. Đó, đây là vị trí căn nhà của mình rồi. Rồi, hẻm vào nhà của mình là đây. Chạy ra tới ngoài đó, đi bộ qua tới ngoài đó cho anh chị mình thấy luôn ha. Căn nhà mình nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Đây căn nhà này ha, một trệt và một lầu, một lửng ha. Nhà nằm hoàn toàn khu dân cư hiện hữu rồi. Hẻm trước nhà là hẻm 3 m nè. Nhà có hướng chính là hướng Nam ha. Rồi đi bộ ngoài trước nha. Đi bộ ngoài đó luôn, ngay cái việc theo boss mình đi vào ha. Nhà một sẹt nha anh chị, 260/16 ha. Đây là cái việc theo boss ha, bước sau bức tường của việc theo boss nè. Anh chị mình thấy căn nhà này ưng ý với mình thì hãy liên lạc với Nhân qua số điện thoại 0922 39 39 39 ha. Nhân sẽ mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị gặp chính chủ, làm việc về giá ha. Rồi, ở đây là góc ngã ba với đường Minh Phụng nè. Đó, đây là góc ngã ba với đường Minh Phụng và đường Bình Thới anh chị. Đó, đây là góc ngã ba với đường Minh Phụng và đường Bình Thới ha. Ở đây là Viettel Post rồi nè. Đó, đây là Viettel Post rồi ha anh chị. Tòa nhà Viettel ha. Đây là tòa nhà Viettel ha. Đằng kia là ủy ban. Đằng kia là ủy ban ha. Rồi đằng kia là ủy ban rồi, Nhân chạy tới đằng kia cho anh chị mình xem ha. Đây, ở đây là ủy ban rồi ha anh chị. Đó, ủy ban quận 11 nè, mình sau lưng ủy ban ha, căn nhà mình sau lưng của ủy ban 11 đó, ngay chỗ đó anh chị. ngay chỗ góc đó ha. Ở đây là ủy ban quận 11 và đây là cũng là một phần của ủy ban luôn nha. Đây một phần nữa nè, ủy ban, đằng kia là công an quận 11 và đường này, trục đường này là đường Bình Thới anh chị. Ở góc xã Tư đằng kia là Lạc Long Quân và ở cuối bên đây á là công an quận 11 ha, công an giao thông quận 11 anh chị. Và kế bên là chi cục thuế quận 11. Đó, đây là công an quận 11 và đây là chi cục thuế quận 11 ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong lần quay sau. Hãy đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản quý nhất cho mình. Căn nhà này có giá là 2 tỷ 390 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chủ anh chị. Rồi, dừng lại ở đây ha. Xin chào tất cả anh chị nha.